chùa Long Bửu. Hai rái cá đã bị hại hết rồi, phải bảo vệ thiên nhiên và động vật lại thì mới cứu được. Để tiếp theo chương trình á là được những cái ánh sáng tự nhiên thì chúng tôi sẽ tắt đèn, thông cảm trong giây lát tắt đèn. Rồi 1, 2, 3 tắt đi, rồi xong rồi mời chủ nhân bước vào. Rồi, mời chủ nhân bước vào. Rồi xin rồi. Lý do là buổi lễ hôm nay là sinh nhật bé My, và xin cho một tràng phát tay và một bản nhạc là Happy Birthday. Happy Birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của My, mừng ngày sinh nhật của My, My sinh ra đời. To you. Ơi, tiếng Hoa đó. Cùng chúc đi phúc sầu di chiến thầy, hình hò đi sang sành phai lòng. Niên niên tu dậu cam dạch, xui xui tu dậu cam chiều, cùng hỷ này, cùng hỷ này. Cô chú, mấy anh chị tổ cho con buổi sinh nhật thật là bự. Cảm ơn chị Vân đó em. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Chị đã tổ chức cho em cho thi. Rồi ánh sáng lên đi. Rồi. Ủa sao cái kia, cô kia gọi cho em. Nói cô mấy chị cho luôn chứ. Em gì đó. Em bên 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 đó.